Ngày 23 tháng 10, huyện Quỳnh Nhai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng huyện 24 tháng 10 1952, 24 tháng 10 2012. Các đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện thuộc tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình và tỉnh Yên Bái, các đồng chí lãnh đạo 10 huyện, thành phố của tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ và hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, đồng bào các dân tộc trong huyện dự buổi lễ. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Như Cầu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức buổi lễ, đã đọc diễn văn khai mạc, ôn lại chặng đường vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai 60 năm qua và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới. Hôm nay, trong khí thế hào hùng những ngày mùa thu lịch sử, niềm hân hoan phấn khởi, hòa chung niềm vui của cả nước chuẩn bị cho việc khánh thành nhà máy thủy điện Sơn La, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng huyện Quỳnh Nhai, 24 tháng 10 năm 1952, 24 tháng 10 năm 2012. Thay mặt huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xin nhiệt liệt chào mừng các cụ lão thành cách mạng, các gia đình có công với nước. Kính thưa các đồng chí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Nhai, với niềm tự hào và biết ơn sâu sắc, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời nhớ ơn công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông ta, đất nước ta, tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối cách mạng của Đảng, của dân tộc, tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước đã vượt qua vô vàn gian khó, chiến đấu ngoan cường, không ngại hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, Quỳnh Nhai nằm bên dòng sông Đà hùng vĩ và trù phú, thấm đẫm nét đẹp văn hóa của vùng sông nước Tây Bắc từ hàng ngàn đời, là vùng quê giàu truyền thống, sớm phong trào cách mạng. Trong lịch sử, nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đã góp phần to lớn và nhiều chiến thắng oanh liệt dân tộc. Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh, gìn giữ và xây dựng quê hương bản mường, đồng bào các dân tộc huyện Quỳnh Nhai luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù chịu khó trong lao động sản xuất. Hơn 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đã viết nên trang sử cách mạng hết sức vẻ vang và hào hùng cả trong kháng chiến lẫn trong thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, Quỳnh Nhai là châu duy nhất của tỉnh Lai Châu giành được chính quyền về tay nhân dân. Tuy nhiên, cách mạng tháng 8 thành công chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay trở lại nhằm cướp nước ta một lần nữa. Quỳnh Nhai lại cùng với cả nước, cả dân tộc tập trung trí tuệ và mọi nguồn lực cho cuộc đấu tranh trường kỳ với tinh thần quyết tâm theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu lầm nô lệ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng Lai Châu, các đồng chí đảng viên được phân công phụ trách, Quỳnh Nhai đã tích cực vận động nhân dân sản xuất, ổn định đời sống, xây dựng cơ sở cách mạng, đồng thời tổ chức nhân dân chuẩn bị chiến đấu chống quân xâm lược. Ngày 1 tháng 8 năm 1950, Ban Cán sự Đảng Lai Châu đã quyết định tách chi bộ Lai Châu thành 4 chi bộ: Cơ quan, Điện Biên, Tuần giáo và Quỳnh Nhai. Chi bộ Quỳnh Nhai ra đời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với phong trào cách mạng. Các cơ sở trong vùng đồng bào Thái được phục hồi, thành lập ủy ban kháng chiến bí mật ở hai xã Mường Rôn và Bắc Ma, bồi dưỡng quần chúng trung kiên, vận động nhân dân đấu tranh với giặc, giữ bí mật, bảo vệ cán bộ. Do vậy, cơ sở của ta trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai ngày càng được củng cố vững chắc và phát triển rộng khắp trong toàn huyện. Kính thưa toàn thể đồng chí và đồng bào, cách đây 60 năm, vào ngày 14 tháng 10 năm 1952, chiến dịch Tây Bắc mở màn để phối hợp với mũi tiến công của chiến dịch. Ngày 11 tháng 10 năm 1952,
tiểu đoàn 910 của ta từ Lào Cai tiến xuống Quỳ Nhai đánh vào Nậm Si. Ngày 12 tháng 10, đơn vị tiến đến Nậm Mu, địch hốt hoảng tháo chạy. Ngày 14 tháng 10, địch bỏ đồn Quỳ Nhai chạy sang Hữu Ngạn sông Đà. Ngày 19 tháng 10, tiểu đoàn Ta Bo thứ 17 của địch từ Lai Châu xuống đóng quân ở Bản Mướn. Ngày 21 tháng 10, chúng cho một đại đội ra đóng quân ở Bắc Ma. Ngay từ hôm đó, bị tiểu đoàn 910 của ta đánh tan. Sáng ngày 22 tháng 10, địch đưa cả tiểu đoàn ra chiếm đóng vùng Bắc Ma, thực hiện ý đồ đối phó với ta. Toàn bộ lực lượng địch đóng trên 4 quả đồi cao, kiểm soát con đường độc đạo ra bờ sông Đà. Chiều ngày 23 tháng 10 năm 1952, đại đội 220 được điều về để tăng cường cho lực lượng tập kích Bắc Ma, đồng thời có lệnh cho đại đội 225 từ Quỳnh Nhai qua Bản Mướn đánh về. 20 giờ ngày 23 tháng 10 năm 1952, quân ta bắt đầu triển khai bí mật đột nhập vị trí công kích. 2 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 1952, ta bắt đầu tấn công địch bằng nhiều mũi giáp công hiệp lực, có sự chi viện của nhiều hỏa lực mạnh. Đến 4 giờ 30 phút, ta hoàn toàn làm chủ trận địa, tiêu diệt 72 tên địch, bắt sống 20 tên, thu được 2 đại liên, 2 cô 81 và nhiều tiểu liên súng trường, kết thúc thắng lợi trận đánh. Trận vận động tập kích Bắc Ma thắng lợi đã góp phần chọc thủng phòng tuyến sông Đà của địch, giải phóng hoàn toàn Quỳ Nhai, tạo điều kiện thuận lợi là bàn đạp vững chắc cho toàn quân Tây Tiến tiến về giải phóng Lai Châu, giải phóng Tây Bắc. Thưa toàn thể đồng chí đồng bào, ngày 24 tháng 10 năm 1952 là mốc son chói lọi đi vào lịch sử của cuộc kháng chiến anh dũng bất khuất của nhân dân ta, các dân tộc huyện Quỳ Nhai. Quỳ Nhai trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Lai Châu được giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Nhân dân Quỳ Nhai đã trường kỳ kháng chiến, vượt qua mọi gian khăn, gian khổ, sát cánh bên nhau, đoàn kết một lòng theo Đảng, theo Bác, theo cách mạng, quyết tâm chiến thắng kẻ thù, góp phần vào thắng lợi của nhân dân Tây Bắc nói riêng cũng như nhân dân cả nước nói chung. Ngay sau ngày giải phóng, huyện Quỳ Nhai được xây dựng là khu căn cứ hậu cần chi viện cho tuyến trên. Dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự tỉnh Lai Châu, huyện Quỳ Nhai thực hiện việc giao ruộng đất cho nhân dân để nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống, củng cố chính quyền và các tổ chức quần chúng kháng chiến. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, gian khổ nhưng hết sức vĩ đại của toàn dân tộc. Nhân dân Quỳ Nhai vừa phải ổn định đời sống, tăng gia sản xuất, vừa tích cực tham gia kháng chiến. Các cơ sở bí mật trong dân được xây dựng rộng khắp, Quỳ Nhai trở thành cửa ngõ để đón cán bộ và các đơn vị vũ trang vào hoạt động tại Lai Châu. Xây dựng Tây Bắc thành căn cứ địa cách mạng. Sau hiệp định Geneva, miền Bắc chuyển sang giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Quỳ Nhai cùng với nhân dân miền Bắc đã tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh và những khó khăn của nền kinh tế. Chỉ sau một thời gian ngắn, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, khắc phục dần tình trạng đói nghèo trong nhân dân. Bộ máy chính quyền và các tổ chức đoàn thể được củng cố, tăng cường và kiện toàn hiệu quả. Năm 1958, Đảng bộ Châu Quỳ Nhai thuộc tỉnh Lai Châu được thành lập với 24 đảng viên sinh hoạt trong 3 chi bộ, cơ quan, Mường Chiên, Trường Pha. Việc thành lập đảng bộ đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng về mọi mặt ở cơ sở và sự phát triển của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng lớn mạnh. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhân dân ta. Trong thắng lợi to lớn và vĩ đại đó, có phần đóng góp không nhỏ của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Quỳ Nhai. 20 năm xây dựng và phát triển kinh tế xã hội gắn với cuộc đấu tranh thần thánh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quỳ Nhai đã có những bước chuyển mình to lớn, đạt được nhiều thành tích vẻ vang trên mọi lĩnh vực, góp phần vào việc giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 60 năm sau ngày giải phóng, chặng đường Đảng bộ và nhân dân Quỳ Nhai đã trải qua thật vô vàn khó khăn, gian khổ, bước ra từ hoang tàn đổ nát của chiến tranh, cuộc chiến chống lại đói nghèo lạc hậu, vì cơm ăn, áo mặc, học hành của nhân dân cũng là cuộc chiến không kém phần cam go và đầy thử thách. Kế thừa truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khí phách anh hùng trong kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Nhai đã nỗ lực vượt qua tất cả, vững bước đi lên, có thể tự hào khẳng định. Trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, những thành quả huyện nhà đã giành được là hết sức quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Những năm gần đây, nền kinh tế của huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên, đời sống nhân dân từng bước ổn định, an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Thực hiện nghị quyết số 44 ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Quốc hội khóa 10 về chủ trương đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sơn La, có thể nói công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La là một thách thức, một nhiệm vụ chính trị hết sức nặng nề đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai. Đây là một cuộc cách mạng thực sự đầy gian nan và thử thách, với khối lượng di dân của huyện chiếm 2%, 2/3 tổng khối lượng toàn tỉnh. Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà đã xác định đây là thời cơ tốt để Quỳnh Nhai sắp xếp, quy hoạch lại dân cư, định hướng lại cơ cấu kinh tế, đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, giúp đồng bào các dân tộc huyện Quỳnh Nhai sớm có cuộc sống mới, ấm no và hạnh phúc, giúp huyện Quỳnh Nhai có cơ hội thoát khỏi tình trạng là một huyện kém phát triển. Trong suốt chặng đường thực hiện di chuyển dân đến các điểm tái định cư từ năm 2004 đến năm 2010, huyện Quỳnh Nhai đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn vướng mắc, đôi khi tưởng chừng như phải dừng bước. Khối lượng công việc quá lớn, vừa tổ chức di dân, vừa thống kê bồi thường, vừa tuyên truyền vận động, vừa phải xây dựng các khu điểm tái định cư. Song vượt lên tất cả, với truyền thống Quỳnh Nhai anh dũng, kiên cường trong đấu tranh, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng tư, từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn bên dòng sông Đà, gắn bó với những cánh đồng trù phú, từ bỏ mảnh đất quê hương với những trầm tích văn hóa lịch sử có hàng ngàn đời, xây dựng và vun đắp với khẩu hiệu tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đã đoàn kết, kề vai sát cánh với nhau, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, vừa tích cực lao động sản xuất, vừa tích cực di chuyển ổn định dân cư đến nơi ở mới. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở ban ngành trong tỉnh, tháng 7 năm 2009, trung tâm huyện lỵ được chuyển tới Phương Lanh, nằm trên địa phận xã Mường Giàng, nơi có vị trí giao thông đường bộ và đường sông thuận lợi, sơn thủy hữu tình. Đến ngày 15 tháng 4 năm 2010, toàn huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ di chuyển 100% hộ dân ra khỏi vùng ngập, với 8.435 hộ, 38.372 nhân khẩu thuộc địa bàn 9 xã và 99 xóm bản, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Lập lên kỷ tích to lớn, đáng trân trọng tự hào, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng nhân dân cả nước viết thêm lên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Với sự cố gắng và nỗ lực trong chiến đấu, lao động và xây dựng quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý qua các thời kỳ. Đó là một danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1.228 huân chương, 747 huy chương, 19 cờ thi đua và 4.125 bằng khen. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đồng chí đồng bào, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai tiếp tục khẳng định mục tiêu mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế và cụ thể của địa phương. Tại buổi lễ long trọng này, thay mặt huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện, mỗi chúng ta hãy ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước và những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, khai thác hiệu quả những tiềm năng và lợi thế, huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương Quỳnh Nhai ngày càng ấm no, văn minh và giàu đẹp. Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Sơn La, tỉnh Lai Châu, của huyện Quỳnh Nhai qua các thời kỳ, các gia đình liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Tây Bắc nói chung và Quỳnh Nhai nói riêng đã cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng và vun đắp nên trang sử hào hùng của quê hương Quỳnh Nhai anh hùng. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý về dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng huyện Quỳnh Nhai. Kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ huyện cần thực hiện trong thời gian tới. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể đồng bào, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai trong thời gian tới là rất lớn. Đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện. Ra sức phát huy những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được, chủ động khắc phục những mặt còn yếu, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tăng cường đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây. Một là tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai thực hiện tốt nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Hai là phát huy tiềm năng thế mạnh của huyện, huy động mọi nguồn lực, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng ngành sản xuất nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, điều chỉnh, bổ sung và tiếp tục thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015, coi trọng tổ chức thực hiện tốt quy hoạch các vùng, các ngành, các lĩnh vực, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống và chế biến nông sản, ổn định đời sống nhân dân ở các khu điểm tái định cư, kết hợp với chuyển hướng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các vùng, hoàn thành công tác thu hồi đất, giao đất, xây dựng phương án sản xuất theo hướng bền vững cho các khu và các điểm tái định cư hiện nay. Ba là tập trung làm điểm xây dựng mô hình sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao đời sống của đồng bào theo quan điểm sản xuất hàng hóa, khoanh nuôi bảo vệ các diện tích rừng hiện có, phát triển rừng sinh thái, rừng phòng hộ, rừng kinh tế gắn với thị trường, tập trung lãnh đạo tốt việc nuôi, chế biến và xuất khẩu thủy sản có quy mô, hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương. Thứ tư là tiếp tục đầu tư xây dựng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục, y tế.